Raman Sơn Nhi xin gửi lời cảm ơn đến quý nhà hàng Gia Chánh Tiệc Cưới, các trung tâm tổ chức tiệc cưới đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Raman Sơn Nhi. Hôm nay luôn tiện, Sơn Nhi sẽ quay cho cả nhà xem một mẫu trần. Ở giữa là mẫu trần mây, còn hai bên là luống màu xanh biển kết hợp màu trắng, chất liệu vải thun lạnh rất là đẹp luôn. Còn cái thả cũng là màu xanh biển kết hợp với màu trắng đây cả nhà mình. Đây, cái luống màu xanh biển kết hợp với màu trắng và cái thả cũng màu xanh biển kết hợp với màu trắng bên Sơn Nhi may và đã bàn giao cho khách. Khách nhận hàng và đi cột ngay luôn. Đây, rất là ưng ý, khách ưng ý và phản hồi rất là thích luôn. Được các khách hàng, người đặt tiệc, những người đặt tiệc cũng hài lòng với cái tông rèm này. Đặc biệt bên Sơn Nhi may rất là chắc chắn, rất là cẩn thận, kỹ. Và cái thả thì Sơn Nhi có kết hợp thêm những cái bông hoa rất là đẹp. Đây, cả nhà nhìn thấy cái trần rất là đẹp nhá. Còn đây là cái thả mà chúng em đã may xong và có thêm với những cái bông hoa đính kèm vào trong cái thả này. Rất là đẹp luôn nha quý vị nha. Các trung tâm tổ chức tiệc cưới, nhà hàng Gia Chánh Tiệc Cưới có nhu cầu muốn may rèm đẹp, rèm sang, xin hãy gọi cho Sơn Nhi số điện thoại 0989 266 772 hoặc 0989 655 772. Sơn Nhi ngoài may tất cả các mẫu bèo, mẫu rèm, thả, mẫu trần, Sơn Nhi còn cung cấp mẫu bọc ghế, khăn trải bàn, vân vân. Đây, cả nhà thấy không gian làm việc của đội ngũ nhân viên bên Sơn Nhi đã làm xong và đóng hàng cho khách rồi, rất là hài lòng luôn nha.